trước mắt anh em và các bác thì đây là hai cái mẫu công suất class td anh em nhé chuyên trị với các dòng loa sub kép và những mẫu này thì nó rất là cao cấp cho anh em à, về từ chất âm tới cái chất lượng những dòng class td thì như anh em biết rồi nhất là nó lại là chuyên trị sub luôn anh em nhé chuyên trị sub luôn class td với hai mẫu ở đây thì đều là mặt màu đen và hình thức thì nó rất là đẹp và có thể bao cho anh em đánh tất cả các dòng loa sub kép 50 anh em đánh đến từ lớn bao nhiêu hay là họng lớn bao nhiêu. À, công suất lớn đến bao nhiêu thì hai mẫu TD 1500P và TD tám đều có thể chơi được. Cái thứ nhất là nó class TD như em nói rồi. Cái thứ hai là cái damping của nó rất lớn. Và cái thứ ba là class TD thì nó hiệu suất và hiệu năng nó rất là cao. À, và nó chạy rất là mát máy anh em nhá. Và cái thứ tư nữa là cái à, à, cái cái lắc của nó, cái khối lượng thì nó rất là nhẹ cho anh em nó nhẹ hơn các dòng mạch như class h hay là class ab một chút anh em nhé để cho anh em có thể chơi và nữa nó là nó rất là ngắn anh em nhé với class h thì nó sẽ dài hơn và nó sâu hơn nhưng với class td thì nó sẽ gọn nhẹ và chất lượng cho anh em chơi đều là class td và sử dụng nguồn biến áp xuyến và cái giá của hai mẫu cục đẩy này đều là 13 triệu bên em đều bao ship toàn quốc cho anh em thì anh em có nhu cầu mua hàng Đặt những chiếc cục đẩy công suất này Thì anh em có thể liên hệ với số điện thoại bên góc dưới màn hình Hai mẫu này em đã review rất là chi tiết cho anh em Về cái nội thất Về cái chất âm Về cái chất lượng Của cái mẫu cục đẩy td 1.8 Cũng như TD1500B à, Hai con này thì uh, 1500 và 1800 Thì nhiều anh em cũng hỏi là Tại sao hai con này với cái công suất khác nhau Mà cái giá nó lại ngang nhau như vậy Thì uh, anh tưởng là nó phải có hoặc là anh em tưởng là nó phải công suất lớn thì giá thành nó sẽ cao hơn nhưng mà nó một con đó là 1.500p này thì nó lại có những cái ưu điểm tốt hơn so với TD 1008 về công suất thì tất nhiên rồi tám sẽ tốt hơn đúng không ạ nhưng 500 p thì nó ăn điểm và nó mạnh ở cái phần mạch cắt súp bên sau này anh em nhé hai con thì nó đều có đó là mạch cắt súp đằng sau đúng không ạ đều có mạch cắt súp nhưng với TD1500P thì em đánh giá rất cao về cái mạch cắt súp trên con này. Con này nó có thể chỉnh được những cái tần số và anh em có thể cắt tiếng giải trầm của nó đánh xuống rất sâu và rất mạnh luôn anh em nhé. Khi anh em cắt bằng những cái dải tần số này. Còn TD1800 thì em không đánh giá cao về những cái mạch cắt súp đằng sau của nó. Có thể sử dụng cho anh em để đánh chống cháy thôi chống cháy cốt hỏng hoặc cổng súp của trên vang hay trên cốt server của anh em hỏng thì anh em sẽ đánh chống cháy được còn nếu như mà để mà ngon hẳn thì anh em sử dụng class TD như còn 1500p này cái mạch cắt súp của nó có thể đánh rất là uy lực và có thể đánh hơn những dòng cốt server hoặc là những dòng vang anh em cắt ra anh em nhé thì anh em có thể biết được cái tiếng súp của nó rất là mạnh anh em nhé rất là mạnh và tiếng súp cắt ra rất là hay đánh giá rất cao về con TD 1500p cắt súp còn một nghìn thì đánh giá về công suất thôi anh em nhé nhưng với hai dòng này thì em cứ bao cho anh em đánh được với những dòng loa súp kép từ lớn coi lớn nói rõ anh em súp kép 50 hai con này nó đều đánh được và chạy cực kỳ là mát máy anh em không cần phải suy nghĩ anh em nhé anh em đánh sự kiện đi đánh đám cưới anh em đánh 6 tiếng 8 tiếng 10 tiếng những dòng này chạy nó rất là mát máy và còn gió rất êm khi anh em sờ lên những cái lắp này thì nó cực kỳ là mát và anh em sờ tay những cái quạt gió cực kỳ là mát luôn anh em nhé chứ không hề là nóng đâu như dọc class AB hay là class H mà class TD thì cái hiệu suất hiệu năng rất là cao nó rõ tất cả anh em luôn hiệu suất hiệu năng rất cao và chạy cực kỳ mát máy quạt gió lại rất là êm cho anh em chơi lại không cần phải suy nghĩ đắn đo gì cả anh em thích mạch cắt súp à, anh em không có crossover anh em muốn đánh từ mixer đánh xuống đúng không ạ nhiều anh em sử dụng mixer đánh xuống mà không cần qua cốt thì anh em có thể sử dụng con TD 1500 p còn anh em có cốt hay là anh em có với những dòng cắt súp rồi thì anh em có thể sử dụng TD 1008 Đấy, hai con này đều đánh mát máy các loại súp kép 50 cho anh em chơi mọi tin nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ với số đại góc dưới màn hình và để tìm hiểu chi tiết hơn thì anh em có thể gõ TD 1500P hoặc TD 1008 Xuân Tuấn Audio anh em có thể xem được rất rất nhiều những video về hai cái mẫu cục đẩy công suất mạch TD này anh em nhé. Ok, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau anh em nhé.